Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình, đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào anh chị em và các bạn. Ở clip trước, mình có chia sẻ cách lấy màu lá cẩm với những cấp độ đậm nhạt khác nhau. Hôm nay thì mình cũng chia sẻ đến anh chị em và các bạn một cách lấy màu lá cẩm mới rất là đẹp. Nếu anh chị em và các bạn quan tâm thì cùng thực hiện với mình nhé. Đây là lá cẩm tím mà mình trồng ở trong vườn. Mình sẽ cắt lấy 100g lá cẩm. Đây là 100g lá cẩm mà mình vừa cắt xong đó các bạn. Và nhà mình thì chỉ trồng duy nhất có một loại lá cẩm này thôi, lá cẩm tím. Trên cái mặt lá nó có những cái đốm đốm như thế này nè các bạn. Và thông thường thì mình thấy cái lá cẩm mà nó không có tốt lắm, nó nhỏ nhỏ cái lá như thế này thì màu nó sẽ đẹp hơn. Cũng cái loại lá cẩm này mà nếu mình trồng nơi cái đất phân nhiều thì cái màu nó ra nó không có được đẹp bằng những cái lá cẩm mà nó hơi cằn cằn như thế này. Và thông thường khi mình nấu lá cẩm thì mình nấu luôn cả cái cọng của lá cẩm. Nếu như các bạn muốn trồng lại lá cẩm thì mình lựa những cái cây mà nó hơi già một chút và thường nó có những cái rễ nhỏ như thế này thì mình giữ nó lại để mình trồng, mình ghim xuống đất, tưới nước thì nó sẽ lên cây, rất là đơn giản. Mình sẽ rửa sạch phần lá cẩm nè. Và đây là cái hoa của lá cẩm nè các bạn. Khi lá cẩm nó già thì nó sẽ có hoa như thế này. Mình bỏ đi những cái lá già, lá sâu và mình rửa nó như là rửa da. Lá cẩm sau khi mình rửa sạch thì mình sẽ cắt nhỏ nó ra, hoặc mình muốn để nguyên luôn cũng được. Có người thì thường bỏ cái cọng lá cẩm đi vì người ta sợ nấu như vậy đó, ăn nó hơi rít rít ở trong miệng đó các bạn. Nhưng với cái cách nấu lá cẩm này thì các bạn ăn cái xôi lá cẩm nó không có bị rít rít ở trong miệng của mình. Mình cho khoảng 1 lít nước vào nồi. Nước sôi thì mình cho cái lá cẩm này vào. Mình trụng sơ cái lá cẩm này. Mình chuẩn bị ở đây là một thau nước, nước lạnh. Mình vớt cái lá cẩm này cho vào thau nước. Cái phần nước mình trụng qua cái lá cẩm này là mình bỏ đi nha các bạn. Mình vớt cái lá cẩm này ra và cho trở lại nồi. Có nhiều bạn nói với mình thì cứ đổ nước vào rồi nấu, cần gì phải chần qua nước sôi rồi ngâm qua nước lạnh. Nhưng mà mình thấy cái cách này thì cái màu của lá cẩm nó đẹp hơn đó các bạn. Sau đó mình cho vào cái lá cẩm này 1 lít nước. Khi cái nồi lá cẩm nó sôi thì mình sẽ mở nắp ra. Mình sẽ nấu lửa nhỏ khoảng 20 phút là được. Lá cẩm này mình đã nấu được 10 phút đó các bạn. Và cái màu nó như thế này. Lá cẩm này mình đã nấu được 20 phút, mình sẽ tắt lửa. Mình sẽ cắt lấy nước của lá cẩm. Nhiều người khi nấu cái lá cẩm tới giai đoạn này người ta sẽ bỏ cái xác đi. Nhưng mình sẽ không có bỏ cái phần xác này. Mình cho cái xác lá cẩm trở lại nồi. Cái lá cẩm này nó vẫn còn cái màu nó rất là đậm đó các bạn. Và mình cho vào đây nửa lít nước. Và các bạn thấy cái màu của lá cẩm nó ra rất là đậm ha. Và cái lần thứ hai này mình nấu nó còn đậm hơn cả cái lần thứ nhất nữa. Mình sẽ tiếp tục nấu sôi cái nước lá cẩm này.
Nước lá cẩm sau khi nó sôi thì mình để cho nó sôi như vậy khoảng 5 phút. Sau khi lá cẩm nó sôi được 5 phút, mình sẽ cho 30ml rượu trắng này vào chung với lá cẩm. Sau khi mà mình nấu cái nước lá cẩm này lần thứ hai thêm được 10 phút thì mình sẽ tắt lửa và mình chắc lấy nước. Nước ở lần thứ hai này mình có thể hòa chung với nước của lần thứ nhất và sử dụng. Mình sẽ múc nước lá cẩm này ra cái chén cho các bạn nhìn cho nó rõ. Cách thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến các bạn là cách tạo nên cái màu tím Huế và tím cà từ cái lá cẩm. Đây là 20 cái hoa đậu biếc khô và 30ml rượu trắng, loại rượu gốc đó các bạn. Cách thứ hai này thì mình nấu hoàn toàn giống với cách một. Sau khi lá cẩm nó sôi được 5 phút, mình sẽ cho 30ml rượu trắng này vào chung với lá cẩm. Để khử đi cái màu đỏ trong cái lá cẩm này thì mình sẽ cho vào đây 20 cái hoa đậu biếc khô mình cho vào. Mình sẽ tiếp tục nấu lá cẩm này thêm 5 phút nữa. Sau khi mà mình nấu cái nước lá cẩm này lần thứ hai thêm được 10 phút thì mình sẽ tắt lửa và mình chắc lấy nước. Khi thu được hai cái màu tím từ lá cẩm thì các bạn sẽ cho vào chai, để vào ngăn mát hoặc ngăn đông rồi dùng dần đều được. Mình sẽ dùng cái lá cẩm mà mình mới vừa nấu để mình ngâm nếp thử cho các bạn thấy các cái màu nha. Ở đây mình sẽ thử 4 cái màu. Đầu tiên là mình sử dụng cái nước lá cẩm mà mình nấu chỉ có rượu trắng mà không có hoa đậu biếc để ngâm hai cái chén nếp này. Mình vẫn sử dụng tô nước lá cẩm mà mình nấu với rượu trắng. Nhưng mình cho thêm một ít nước cho nó loãng ra. Đây là cái tô lá cẩm mà mình nấu chung với hoa đậu biếc và rượu. Mình cũng ngâm thử cái gạo nếp này. Cái chén bên đây mình cho nó thêm một ít nước cho nó loãng ra. Mình sẽ ngâm 4 cái chén nếp này khoảng 1 giờ. Sau đó mình chắc nước ra để các bạn nhìn thấy được các cái màu sắc của nếp ha. Nếp này mình đã ngâm được 1 giờ. Chúc các bạn lấy được những cái màu vừa ý để làm những món bánh, món xôi yêu thích cho gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.